Bức tranh ở trên tượng cá chép là bao nhiêu tiền em? Dạ vâng, đây chính là bức tranh tứ linh. Và ở trên cũng là một bức tranh tứ linh long lân quy phụng hội tụ, nhưng mà là bức tranh chữ nhật. Đây là hai cái bức tranh tứ linh mà đồ gỗ Nguyên Thao đang kê ở đây. Một là tranh quạt và hai là tranh chữ nhật. Cả hai bức này thì đều được đồ gỗ Nguyên Thao đục tay, canh bong trên chất liệu gỗ muôn hoa. Và một cái sự sáng tạo ở cái bức tranh này đó chính là đục ở trên cái thiết kế là bức tranh quạt. Thế nên là quý vị hoàn toàn có thể đặt ở trước cửa phòng thờ, hoặc là đặt ở hai bức tường ở hai bên phòng thờ cũng rất là đẹp và linh thiêng cao quý, phải không ạ? Bức tranh này thì được đục chạm vô cùng là tinh xảo trên một cái kích thước rất là dày dặn, dày lên đến 7 phân nha quý vị. Dày lên đến 7 phân và các cái chi tiết canh bong thì rất là cao và làm được rất là tinh tế. Tất cả những các cái hình ảnh tứ linh, long, lân, quy, phụng thì đều rất là xuất thần và tạo nên được một cái cảm giác rất là linh thiêng, cao quý cho cái không gian mà quý vị treo tranh. Và cái sản phẩm này thì quý vị thấy không, rất là đẹp và có cái ấn tượng rất là mạnh với tất cả mọi người khi mà đến nhà, và tạo ra một cái phong thủy rất là tốt đối với long lân quy phụng hội tụ sinh khí của đất trời, những các cái năng lượng rất là tốt và bài trừ năng lượng xấu ra khỏi gia đình. Và quý vị thấy bức tranh này phù hợp với không gian gia đình nhà mình hay không, hãy liên hệ với cả đồ gỗ Quang Thao hoặc comment xuống phía dưới để đồ gỗ Quang Thao có thể hỗ trợ quý vị một cách chu đáo nhất nhé. Đồ gỗ Quang Thao xin chào.